dậy vang non sông, kèn tiến công vang rồi khắp hai miền, Bác Hồ gọi ấy là mùa xuân đến. Đội Bác Hồ dân thương mà dân quý nhiều lắm, sắp chưa hết chưa về dù từng thương nỗi nhớ người con gái Bác Hồ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.